Miến Điện trả tự do cho 452 tù nhân trước chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ, Thanh Tân Ngưỡng Quảng. Hôm nay, Miến Điện đã thả một số tù nhân trong một cử chỉ bày tỏ thiện chí trước chuyến viếng thăm lịch sử đến cựu quốc gia quần phiệt của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Nhưng các nhà hoạt động và đảng đối lập chính cho biết dường như không có tù nhân chính trị trong số này. Truyền thông nhà nước sáng sớm ngày hôm nay cho biết, trong ngày sẽ có 452 tù nhân được phóng thích với mục đích để thể hiện thiện chí và giúp thúc đẩy mối quan hệ song phương. Một quan chức Bộ Nội vụ cho biết sẽ có một số tù nhân lương tâm trong số họ. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cáo buộc chính phủ Miến Điện không thành thật vì đã không thả ngay lập tức tất cả các tù nhân chính trị. Một nhà hoạt động, ông Mo Thoai, nói rằng ông Obama nên sử dụng ảnh hưởng của mình để yêu cầu cải cách báo chí nhiều hơn nữa, cũng như yêu cầu chính phủ Miến Điện phải minh bạch hơn và tăng thêm tự do, nhân quyền và dân chủ. Ông Nini, một thành viên cao cấp của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, là đảng của bà Aung San Suu Kyi, cho biết không có dấu hiệu cho thấy có tù nhân chính trị trong số các tù nhân được thả. Ông nói chính quyền Miến Điện đang nói dối với ông Obama rằng họ đang thả các tù nhân chính trị. Miến Điện đã thả khoảng 800 tù nhân chính trị như là một phần của một chương trình cải cách mạnh mẽ trong một năm rưỡi qua, nhưng vẫn còn hàng trăm tù nhân chính trị bị giam giữ. Các tù nhân được thả trong ngày hôm nay bao gồm những người đã bị bỏ tù vì đào ngũ hay đã có một số hành vi phạm tội quân sự khác. Ông Obama sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Miến Điện trong một chuyến công du khu vực Đông Nam Á từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 11. Ông cũng sẽ đến Thái Lan và Campuchia. Theo dự kiến, ông Obama sẽ gặp Tổng thống Thanh Sen vào ngày thứ Hai, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ có thể sẽ bị chỉ trích vì đã khen thưởng cho chính phủ mới của Miến Điện quá sớm, đặc biệt là khi vẫn còn các tù nhân chính trị bên trong các nhà tù và sau khi lực lượng an ninh thất bại trong việc ngăn chặn bạo lực sắc tộc ở phía Tây của đất nước vào hồi tháng trước. Trong năm qua, Miến Điện đã thực hiện những cải cách sâu rộng nhất kể từ khi xảy ra một cuộc đảo chính quân sự vào năm 1962. Một chính phủ bán dân sự với các cựu tướng lãnh đã cho phép các cuộc bầu cử, nới lỏng quy định về các cuộc biểu tình, giảm bớt kiểm duyệt và trả tự do cho một số các nhà bất đồng chính kiến. Hoa Kỳ đã kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị.